Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu. Trong ngày một kiếp khó tìm cầu, con đã nghe thế chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Vũ quyển 10. Thế nào là Bồ Tát có khả năng để bỏ sự lợi dưỡng xấu ác? Này Tỳ Nam, Bồ Tát không vì lợi dưỡng mà để thân tâm làm điều ác. Thân làm ác là vì lợi dưỡng mà buông ba phạm giới. Tâm hành ác là mong cầu lợi dưỡng. Hãy thấy người khác, kể cả người đồng phàm hạnh được lợi dưỡng thì nổi tâm cái tổn hại. Đó là Bồ Tát lìa bỏ sự cầu lợi dưỡng xấu ác. Thế nào là Bồ Tát lìa bỏ lợi dưỡng phi pháp? Là Bồ Tát này không làm việc dối trá để thủ lấy lợi dưỡng, không vì cân lượng mà làm việc lừa dối, không bao giờ xâm phạm tổn hại đến uy tín của người khác, cũng không hành động dối trá. Đó là Bồ Tát lìa bỏ lợi dưỡng phi pháp. Thế nào là Bồ Tát lìa bỏ lợi dưỡng bất tịnh? Nghĩa là Bồ Tát này được sự lợi dưỡng nếu như vật chung của tháp hoặc pháp hoặc tăng hoặc người không cho hoặc chẳng hứa cho, tôi được vật ấy nhưng quyết không nhận, đó là Bồ Tát lìa bỏ lợi dưỡng bất tịnh. Thế nào là Bồ Tát không thâm đắm lợi dưỡng? Nghĩa là Bồ Tát này khi được lợi dưỡng, không nhận làm vật riêng, không tự xưng mình giàu có, cũng không tích chứa, luôn luôn tặng cho Sa môn, Bà la môn, hoặc biếu cho cha mẹ và người trợ giúp hai bên, bạn thân, quyến thuộc. Khi sử dụng, tùy mình nhận dùng, nhưng chẳng đắm nhiễm. Khi Bồ Tát không được lợi dưỡng, tâm chẳng sinh khổ, cũng chẳng bức bách. Nếu thí chủ và người trợ giúp kia, mặc dù không giúp, nhưng Bồ Tát đối với họ vẫn không khởi tâm nóng giận. Còn nếu như được lợi dưỡng như pháp và theo thứ tự của tăng thì tất cả Như Lai đều cùng chấp thuận. Các Bồ Tát chẳng có quả trách, chư thiên khen ngợi, người đồng phạm hạnh chẳng cơ hiềm, đối với lợi dưỡng này luôn luôn biết đủ. Này Thị Nam, Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì được mạng sống thanh tịnh. Lần nữa này Thị Nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì được tâm không nhàm chán mỏi mệt. Những gì là 10? 1. Vì các hữu tình, tôi ở lâu trong sinh tử nhưng không nhàm chán mỏi mệt. 2. Vì các hữu tình ở trong sinh tử chịu khổ chứ không nhàm chán mỏi mệt. 3. Đối với sự lợi ích cho hữu tình, không nhàm chán mỏi mệt. 4. Những việc làm thường vì hữu tình chứ không nhàm chán mỏi mệt. 5. Có thể làm cho hữu tình tạo nghiệp thiện nhưng không nhàm chán mỏi mệt. 6. Vì thanh văn thừa mà tuyên thuyết đạo pháp nhưng không nhàm chán mỏi mệt. 7. Không lấy pháp thanh văn cho thừa, thanh văn thừa cho người không tin thanh văn thừa. 8. Thâu nhận pháp Bồ Đề Phần nhưng không nhàm chán mỏi mệt. 9. Viên mãn tư lương Bồ Đề nhưng không nhàm chán mỏi mệt. 10. Đối với cảnh giới Niết Bàn, không cầu hiện chứng cũng chẳng hướng đến cái vui Niết Bàn. Do đó Bồ Tát có thể tùy thuận Đại Bồ Đề, hướng đến Đại Bồ Đề, gần gũi Đại Bồ Đề. Này Thị Nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp này thì được tâm không nhàm chán mỏi mệt. Lại nữa này Thị Nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì có thể thực hành tất cả lời dạy của Như Lai. Những gì là 10? 1. Tu không buông lung, bỏ các sự buông lung. 2. Được thân thiện luật nghi, thức không làm ác. 3. Được ngữ thiện luật nghi, miệng không nói lời ác. 4. Được ý thiện luật nghi, ý không nghĩ ác. 5. Sợ dịch người đời, có thể lìa bỏ hết các pháp bất thiện. 6. Có thể thuyết chánh ý, chánh lý lìa các phi lý. 7. Có thể thuyết pháp, quả trách phi pháp. 8. Luôn lìa bỏ hành động cơ hiềm đối với nghiệp thanh tịnh tùy thuận tu hành. 9. Đối với lời dạy của Như Lai không nói lỗi lòng, có thể lìa bỏ hết các phiền não độc. 10. Đối với pháp tánh Như Lai có khả năng tùy thuận gìn giữ, phòng ngự tất cả pháp bất thiện. Này Thị Nam, Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì có khả năng thực hành tất cả lời dạy của Như Lai. Lại nữa này Thị Nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì được miệng mỉm cười, lìa hẳn nhăn nhó. Những gì là 10? 1. Được các căn sáng sạch. 2. Được các căn sạch hoàn toàn. 3. Được các căn không khuyết. 4. Được các căn không bẩn. 5. Được các căn tráng sạch. 6. Lìa hẳn tổn hại. 7. Lìa hẳn thùy miên. 8. Lìa hẳn trói buộc. 9. Lìa hẳn kết luận, kết hận. 10. Lìa hẳn nóng giận. Này Thị Nam, Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì được miệng mỉm cười, lìa hẳn nhăn nhó. Bồ Tát chỉ cái bạch Phật, bạch Thế Tôn,
Như con hiểu được nghĩa lý lời Phật dạy, do các căn thanh tịnh đã được miệng mỉm cười, là do lìa hẳn các phiền não nơi không gian chó. Phật nói, này thì Nam, đúng vậy, như lời ông nói. Lại nữa, này thì Nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây, thì có thể được đa văn những gì là mười. Một, rồi biết như thật lửa tam tiêu đốt, sinh diệt như vậy. Hai, rồi biết như thật lửa son tiêu đốt, phần Phật như vậy. Ba, rồi biết như thật lửa si tâm tối, loạn động tăng trưởng như vậy. 4. Rồi biết như thật pháp hữu vi, tất cả đều vô thường. 5. Rồi biết như thật các hành, tất cả đều khổ như vậy. 6. Rồi biết như thật thế gian, tất cả đều là không như vậy. 7. Rồi biết như thật tất cả các hành vô ngã như vậy. 8. Rồi biết như thật ái tam đắm đều gọi là hỷ luận như vậy. 9. Rồi biết như thật tất cả các pháp do nhân duyên sinh. 10. Rồi biết như thật niết bàn vắng lặng. Nghĩ như vậy chẳng phải cho nói suông mà cần phải văn tư tô để được trí tuệ mới như thật biết rõ nghĩa này. Biết như vậy rồi, lòng thường vững chắc vì các hữu tình phát khởi tinh tấn. Này thì Nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì có khả năng được đa văn. Lại nữa, này thì Nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì thâu nhận chánh pháp, những gì là mười. Một, 500 năm sau lúc chánh pháp, gần chuyển diệt, tương tự chuyển diệt các loài hữu tình không thể tu trì, trụ vào phía đạo, đèn trí đã tắt, không ai có thể chỉ dạy. Lúc đó nó có hữu tình nào đối với kinh điển rộng lớn này, mà có thể thọ trì đọc tụng nhiều cách, hầu hạ cung kính cúng dường thì có lợi ích lớn. Có ai đức lớn, xin các pháp lành như mẹ của các hữu tình. 2. Lần lượt vì người khác tuyên thuyết khai thị. 3. Có khả năng thu học kinh điển rộng lớn như vậy, làm cho hữu tình sinh lòng tỉnh tính hoan hỷ hớn hở, rồi thu nhận họ. 4. Lắng nghe chánh pháp không còn mong cầu. 5. Đối với pháp sư, khởi tưởng như đạo sư. 6. Đối với chánh pháp, luôn khởi tưởng như cam lộ. 7. Đối với chánh pháp, luôn khởi tưởng như thuốc tiên. 8. Đối với chánh pháp ấy, luôn khởi tưởng là lương dược. 9. Đối với chánh pháp chuyên cần, chẳng kể thân mạng. 10. Mong cầu chánh pháp, khởi tưởng và tu hành. Này thì Nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì được thâu nhận chánh pháp. Lại nữa, này thì Nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì làm con của pháp vương. Những gì là mười? Một, đủ các tướng trang nghiêm. Hai, thân thể được vẻ đẹp. Ba, các căn đầy đủ, tất cả đều viên mãn. Bốn, đối với nơi sở hành của tất cả Như Lai tùy thuận tu hành. Năm, đối với thánh đạo đạt được tụ của tất cả Như Lai sẽ tùy thuận đạt được. Sáu, đối với bồ đề của tất cả Như Lai tùy thuận chứng ngộ. Bảy, có thể diệt trừ được khổ não thế gian. Tám, giải học tất cả sở hành của bậc thánh. Chín, giải tu tập phàm hạnh. 10. Có thể trụ vào thành nhất thiết trí, là nơi sở trụ của các đức Như Lai. Này thì Nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì làm con của pháp vương. Lại nữa, này thì Nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì được đế thích phạm vương hộ thế cung phụng, những gì là mười. Một, có thể hướng đến bồ đề không thối chuyển. Hai, tất cả các ma không thể khuấy động. Ba, đối với Phật pháp không thối lui. Bốn, có thể tùy thuận nhập vào tướng chân thật. Năm, tùy thuận tông đạt tất cả các pháp tại nơi bình đẳng. Sáu, luôn ở trong tất cả Phật pháp, không mượn duyên khác mà có thể tinh hiểu. Bảy, khéo chứng được trí. Tám, thành tựu pháp bất cộng của tất cả thanh văn bất chi Phật. Chín, có thể vượt qua tất cả thế gian. 10. Chứng pháp nhẫn vô sinh. Nay thì Nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì được đế thích phạm vương hộ thế cung phụng. Lại nữa, này thì Nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì có thể biết ý thích tùy miên của hữu tình, đấy là mười. Một, biết rõ như thật tâm tham ý thích của tất cả hữu tình. Hai, biết rõ như thật tâm sân ý thích của tất cả hữu tình. Ba, biết rõ như thật tâm sơ ý thích của tất cả hữu tình. Bốn, biết rõ như thật ý thích thượng phẩm của tất cả hữu tình. Năm, biết rõ như thật ý thích trung phẩm của tất cả hữu tình. Sáu, biết rõ như thật ý thích hạ phẩm của tất cả hữu tình. Bảy, biết rõ như thật ý thích điều thiện của tất cả hữu tình. Tám, biết rõ như thật ý vui thích vững chắc của tất cả hữu tình. Chín, biết rõ như thật tùy biên thường khởi của tất cả hữu tình. Mười, biết rõ như thật bảo ác tùy biên của tất cả hữu tình. Này thì Nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này đã có thể biết ý thích tùy biên của hữu tình. Là nỗi này thì Nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì có thể thành thuộc được hữu tình một cách thiện xảo, những gì là mười. Một, nếu các hữu tình còn dùng sắc tướng Như Lai để được độ,
liên hiện sắc tướng Như Lai. Hai người còn dùng sắc tướng Bồ Tát để được độ, liên hiện sắc tướng Bồ Tát. Ba người còn dùng sắc tướng Thanh Văn để được độ, liên hiện sắc tướng Thanh Văn. Bốn người còn dùng sắc tướng Duyên Giác để được độ, liên hiện sắc tướng Duyên Giác. Năm người còn dùng sắc tướng Đế Thích để được độ, liên hiện sắc tướng Đế Thích. Sáu người còn dùng sắc tướng Ma Dương để được độ, liên hiện tướng sắc tướng Ma Dương. Bảy người còn dùng sắc tướng Phạm Thiên để được độ, liên hiện sắc tướng Phạm Thiên. Tám người còn dùng sắc tướng Bà La Môn để được độ, liên hiện sắc tướng Bà La Môn. Chín người còn dùng sắc tướng Xá Đó Lợi để được độ, liên hiện sắc tướng Xá Đó Lợi. Mười người còn người còn dùng sắc tướng Cư Sĩ để được độ, liên hiện sắc tướng Cư Sĩ. Này thì nam đức các hữu, tình còn dùng sắc tướng như vậy làm phương tiện để được điều phục, thì Bồ Tát vì họ mà thể hiện từng loại sắc tướng để điều phục. Này thì nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này có thể thành thục được hữu tình một cách thiện xảo. Lại nữa, này thì nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì được tùy thuận an trụ. Những gì là mười? Một, đó là tâm chất trực. Hai, tâm nhu hòa. Ba, ta không tà vậy. Bốn, ta không tổn hại. Năm, ta không nhơ bẩn. Sáu, tâm thanh tịnh. Bảy, tâm không cứng cỏi. Tám, không nói thô ác. Chín, luôn luôn nhẫn nhục. Mười, tùy thuận đầy đủ. Này thì nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì được tùy thuận an trụ. Lại nữa, này thì nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì được an trụ an lạc. Những gì là mười? Một, có thể được chánh kiến thanh tịnh đầy đủ. Hai, được giới đầy đủ. Ba, phép tắc thanh tịnh. Bốn, được thuận với cảnh sở hành. Năm, không còn nhiễm đắm. Sáu, thành tựu lòng từ bi. Bảy, luôn nghĩ yêu thương. Tám, có thể được hòa đồng. Chín, có khả năng phát khởi nhất thừa. Mười, không thờ thầy khác. Này thì nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì được trụ an lạc. Lại nữa, này thì nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì được thâu giữ thiện xảo. Những gì là mười? Một, vì thâu giữ hữu tình mà tu lợi ích thí. Hai, vì thâu giữ hữu tình mà tu an lạc thí. Ba, vì thâu giữ hữu tình mà tu vô tận thí. Bốn, vì thâu giữ hữu tình mà tu ngôn thuyết lợi ích. Năm, vì thâu giữ hữu tình mà tu ngôn thuyết nghĩa. Sáu, vì thâu giữ hữu tình mà tu ngôn thuyết pháp. Bảy, vì thâu giữ hữu tình mà chỉ bày lời nói ngôn thuyết nghĩa lý. Tám, vì thâu giữ hữu tình mà dùng thiện lợi ích. Chín, vì thâu giữ hữu tình mà đồng ẩm thực nhiều ít họ. Mười, vì thâu giữ hữu tình mà cùng sinh sống của cả mà việc để nhiều ít họ. Này thì nam, pháp lợi ích đó là pháp thí, an lạc thí, tài thí, vô tận thí, là thường tuyên thuyết đạo lộ chỉ cho người. Ngôn thuyết lợi ích là nói căn lành, ngôn thuyết nghĩa là nói chân thật, ngôn thuyết pháp là thuận theo pháp Như Lai dạy mà diễn thuyết, ngôn thuyết lý là không hoại thật nghĩa. Thiện lợi ích là khiến cho chúng sinh diệt trừ bất thiện, an trí nơi thiện, cùng ăn uống nhiều ít họ, là cùng thọ dụng những thứ ăn uống y phục, cùng ở sinh sống của cải nhiều ít họ, là cùng thọ dụng vàng bạc ma ni trân châu ngọc bích phê lô ly báu lo bố san hô xe voi xe ngựa như vậy. Này thì nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì thâu giữ sự thiện xảo. Lại nữa, này thì nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì có thể được đoan nghiêm. Những gì là mười? Một, có thể được oan nghi vắng lặng. Hai, có thể được oan nghi không dối trá. Ba, có thể được oan nghi thanh tịnh. Bốn, có thể khiến cho người nhìn thấy điều ưa thích. Năm, có thể khiến cho người nhìn thấy chấm dứt các điều ác, tâm ý vắng lặng. Sáu, có thể khiến cho người nhìn thấy không nhàm chán. Bảy, có thể khiến cho người nhìn thấy tâm ý vui mừng. Tám, có thể khiến cho người nhìn thấy tâm không ngăn ngại. Chín, có thể khiến cho người nhìn thấy sở nguyện đầy đủ. Mười, có thể khiến cho người nhìn thấy tâm sinh tịnh tấn. Này thì nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này để có thể được đoan nghiêm. Lại nữa, này thì nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì làm chỗ nương tựa. Những gì là mười? Một, có thể bảo vệ người khác vì các hữu tình sẽ phiền não. Hai, có thể được ra khỏi vì đồng hoa sinh tử nhiều đói khác. Ba, có khả năng cứu giúp, nghĩa là khiến cho các hữu tình ra khỏi biển sinh tử. Bốn, có thể làm quyến thuộc với các hữu tình một mình nhiều lo sợ. Năm, làm thầy thuốc lớn vì có thể đối trị bệnh phiền não. Sáu, có thể làm nơi nương nhờ cho các hữu tình không có ai để nhờ cậy. Bảy, có thể làm nơi nương tựa cho các hữu tình không có nơi nương tựa. Tám, có thể làm nơi quy y cho các hữu tình không có ai nâng đỡ.
9 có thể làm điện trí với các hữu tình ở trong vô minh. 10 có thể làm nó quay về với các hữu tình không có nơi hướng về. Này thì nên Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì được làm chỗ nương tựa. Lời nữa này thì nên Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì những cây thuốc lớn, những gì là 10. Này thì nên những cây thuốc lớn có thể để cho hữu tình được thọ dụng, những gì là 10. 1. Thọ dụng rễ cây. 2. Thọ dụng thân cây. 3. Thọ dụng cành cây. 4. Thọ dụng lá cây. 5. Thọ dụng hoa của nó. 6. Thọ dụng quả của nó. 7. Khi thấy thọ dụng sắc của nó. 8. Khi ngửi thọ nhận hương của nó. 9. Khi nếm thọ dụng vị của nó. 10. Khi chạm vào thọ dụng điện từ xúc của nó. Này thì Nam Bồ Tát cũng vậy, từ mới phát tâm cho đến thành Phật có thể ban cho khắp tất cả hữu tình về các bệnh phiền não, những thuốc pháp để cho họ được thọ dụng như thọ dụng bố thí ba la mật của Bậc Đa của Bồ Tát, hoặc thọ dụng trì giới ba la mật đa của Bồ Tát, hoặc thọ dụng nhẫn ba la mật đa của Bồ Tát, hoặc thọ dụng tinh tấn ba la mật đa của Bồ Tát, hoặc thọ dụng tỉnh lự ba la mật đa của Bồ Tát, hoặc thọ dụng bát nhã ba la mật đa của Bồ Tát, hoặc thấy thân của Bồ Tát mà được lợi ích thù thắng, hoặc nghe tên của Bồ Tát mà được lợi ích thù thắng, hoặc thưởng thức công đức của Bồ Tát mà được lợi ích thù thắng, hoặc cúng dường Bồ Tát mà được lợi ích thù thắng. Này thì Nam Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì như cây thuốc lớn. Là nữa này thì Nam Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì có thể chuyên cần tu phước đức, những gì là 10. 1. Đối với tam bảo tùy sức cúng dường. 2. Đối với các hữu tình bệnh hoạn thì hai bố thí thuốc men. 3. Đối với tất cả hữu tình đói khát bức bách thì hai bố thí đồ ăn thức uống. 4. Đối với tất cả hữu tình bị lạnh nóng xâm nhập uy hiếp thì hai bố thí y phục. 5. Đối với hòa thượng Asala tâm thường tôn trọng cúng dường. 6. Đối với người đồng phạm hạnh thường đến thăm hỏi chắp tay lễ bái cung kính cúng dường. 7. Kiến lập già lam rừng cây phượng tược. 8. Trong mọi lúc hay dùng củ cải lúa gạo vật sở hữu chứa trong kho mà đem ra bố thí. 9. Đối với nô tỳ và người làm thuê luôn bình đẳng thương xót và nuôi dưỡng họ. 10. Trong mọi lúc luôn tôn trọng cúng dường người trì giới thanh tịnh và các sa môn bà la môn. Này thì Nam Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì có thể chuyên cần tu phước đức. Lại nữa này thì Nam Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì được biến hóa thiện xảo, những gì là 10. 1. Thần tướng bất động ở trong một cõi Phật mà có thể đến chỗ các Đức Như Lai, nơi vô lượng cõi Phật mà nghe nghĩa sâu xa vi diệu. 2. Thần tướng bất động ở trong một cõi Phật mà có thể đến chỗ của các Đức Như Lai, nơi vô lượng cõi Phật mà lắng nghe chánh pháp. 3. Thần tướng bất động ở trong một cõi Phật mà có thể đến chỗ các Đức Như Lai, nơi vô lượng cõi Phật mà cung kính cúng dường. 4. Thần tướng bất động ở trong một cõi Phật mà có thể đến chỗ các Đức Như Lai, nơi vô lượng cõi Phật đã tu tập tu luân bồ đề viên mãn. 5. Thần tướng bất động ở trong một cõi Phật mà có thể đến chỗ các Đức Như Lai, nơi vô lượng cõi Phật diện kiến các Bồ Tát chứng chánh đẳng giác mà cung kính cúng dường tôn trọng tán thán. 6. Thần tướng bất động ở trong một cõi Phật mà có thể đến chỗ các Đức Như Lai, nơi vô lượng cõi Phật để đi đến đạo tràng. 7. Thần tướng bất động ở trong một cõi Phật mà có thể đến chỗ các Đức Như Lai, nơi vô lượng cõi Phật để tự hiện đẳng giác khi cho người khác đều thấy. 8. Thần tướng bất động ở trong một cõi Phật mà có thể đến chỗ các Đức Như Lai, nơi vô lượng cõi Phật mà chuyển chánh pháp luân. 9. Thần tướng bất động ở trong một cõi Phật mà có thể đến chỗ các Đức Như Lai, nơi vô lượng cõi Phật mà thiền vào niết bàn. 10. Thần tướng bất động ở trong một cõi Phật mà có thể đến chỗ các Đức Như Lai, nơi vô lượng cõi Phật từ lúc mới phát tâm cho đến thành Phật, trong khoảng thời gian ấy quán thấy các hữu tình đáng điều phục liền có thể hiện ra đủ thứ biến hóa để điều phục họ. Bồ Tát tuy thể hiện biến hóa như vậy, nhưng không phân biệt ta là chủ thể biến hóa, cảnh là đối tượng biến hóa, cũng chẳng phát nguyện vì như vậy vốn là ta hóa ra. Bồ Tát chỉ cái bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát có thể tạo ra những thứ biến hóa, vì sao đối với người năng hóa và việc sở hóa này mà được vô phân biệt? Phật bảo, này thì Nam, nay ta vì ông sẽ nói ví dụ, ông nên lắng nghe. Này thì Nam, ví như mặt trời mặt trăng chiếu sáng cả bốn châu, có khả năng làm lợi ích cho các hữu tình. Tuy mặt trời mặt trăng kia hay làm lợi ích cho tất cả hữu tình, nhưng chẳng phân biệt ta là hay chiếu sáng, cũng chẳng phân biệt hữu tình kia là được chiếu sáng. Như vì thiên tượng nhật nguyệt kia
Thuở xưa, nghiệp dị thuộc thành tựu nên có khả năng làm việc lợi ích cho các hữu tình như vậy. Này thì nam, cái Bồ Tát cũng là như vậy. Tùy biến hóa đủ thứ, nhưng vô công dụng hạnh. Đối với chủ thể hóa, đối tượng hóa, chẳng khởi phân biệt. Ta là chủ thể hóa, hữu tình là đối tượng hóa. Vì sao? Vì tất cả việc biến hóa như vậy, mỗi đều là do nghiệp thiện của Bồ Tát được thành tựu. Vì thọ phát nguyện tu hành như vậy, làm việc như vậy, vì thế nên lìa được sự phân biệt và chủ thể hóa, đối tượng hóa. Này thiện nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì được biến hóa thiện xảo. Lại nữa, này thiện nam, Bồ Tát đạo thành tựu mười pháp sau đây thì có thể một chốt đạt vô thượng bồ đề, hiện chứng đẳng giác. Những gì là mười? Một, được đầy đủ bố thí và khéo tu tập thành tựu bố thí. Hai, được đầy đủ trì giới, thành tựu tịnh giới không bị khuyết lậu, cũng không tạp nhiễm, siêu vượt tất cả thanh văn duyên giác. Ba, đầy đủ ăn nhẫn. Bốn, đầy đủ chánh cần. Năm, đầy đủ tỉnh lự. Sáu, đầy đủ bát nhã. Bảy, đầy đủ phương tiện. Tám, đầy đủ nguyện thù thắng. Chín, đầy đủ các lực. Mười, đầy đủ chánh trí. Vì Bồ Tát có khả năng thành tựu trí vượt qua tất cả quả vị thanh văn duyên giác. Do Bồ Tát có khả năng thành tựu bất đắc cộng trí là có thể vượt qua Bồ Tát trụ địa thứ nhất cho đến địa thứ chín cũng có thể vượt qua. Do Bồ Tát được đoạn đủ. Này thì nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì có thể mau chóng đạt được vô thượng Bồ Đề, hiện chứng đẳng giác. Khi Đức Thế Tôn thuyết pháp môn này, tam thiên đại thiên thế giới chấn động sâu khắc. Thế giới này vốn có núi Tô Mê Lô, núi Mục Cha Lân Đà, núi Đại Mục Cha Lân Đà, núi Luân Di, núi Đại Luân Di và núi Báu. Tất cả núi ấy vì cúng dường Đức Phật nên đều cúi nghiêng hướng về núi Già Gia. Lại nữa, thế giới này vốn có tất cả cây cối hoa quả, thì đều cúi nghiêng hướng về núi Già Gia cúng dường Đức Phật. Và cúng dường pháp lại có vô lượng trăm ngàn câu chi na cho ta Bồ Tát dùng những thứ y phục, các đồ báu trang nghiêm, lượng ấy chứa như núi Tô Mê Lô được cúng dường Phật. Pháp lại có vô lượng trăm ngàn câu chi đế thích, phạm vương, hộ thế chấp tay hướng về Đức Phật cung kính lễ bái, dùng hoa mạng đà la, hoa mạng đà la lớn tung lên Đức Phật. Lại có vô lượng trăm ngàn thiên tử ở giữa hư không, mỗi vị đem thiên y dâng lên, những cánh tay đưa lên tạo thành trăm ngàn âm thanh, dùng các hoa trời tung lên Đức Phật mà nói thế này: quá khứ chư Phật đã xuất hiện ở thế gian chuyển bánh xe chánh pháp, nay Đức Thế Tôn còn lại xuất hiện chuyển bánh xe diệu pháp. Nếu các hữu tình nào từng ở đời quá khứ cúng dường chư Phật, tu hành phước nghiệp chữ nhóm căn lành, hữu tình như vậy nên mới được nghe pháp môn này. Huống nữa là nghe rồi hết lòng sinh tịnh tính. Lại có vô lượng trăm ngàn mạc hô lạc già còn bị cúng dường pháp môn này nên phát ra âm thanh lớn giống như tiếng sấm. Âm thanh ấy rền gấp là biến hóa ra những thứ mây thơm mưa xuống các dòng nước thơm. Mưa ấy biến khắp tam thiên đại thiên thế giới, làm này cho đến trên núi Già Cha, nhưng chẳng nhiễu loạn các loài hữu tình. Lại có vô lượng trăm ngàn các rồng theo nơi ở trước Đức Thế Tôn trở lên những loại âm nhạc khen ngợi cúng dường. Lại có vô lượng trăm ngàn kiền đạt phượt khẩn nại lạc nhiễu bên phải tam thiên đại thiên thế giới và núi Già Cha, phát ra âm thanh hay tuyệt khen ngợi cúng dường. Lại có vô lượng trăm ngàn cô dây dược xoa môi xuống những loại hoa sen được cúng dường. Là có vô lượng trăm ngàn các bà la môn và sát đất lợi dùng các tràng hoa hương đốt, hương trộn, hương thoa, hương bột, y phục, lòng hoa và các loại cờ phướng được cúng dường Phật. Lại có các đức Phật ở trong vô lượng thế giới và cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và cúng dường pháp nên dựa chặn mày để phóng ra ánh sáng. Trong ánh sáng ấy hiện ra những loại màu sắc, những loại hình tướng, những loại ánh sáng như xanh, vàng, đỏ, trắng và hồng pha lê. Những ánh sáng phóng ra, ánh sáng đó chiếu quanh cõi đại thiên này, có thể phá trừ tất cả ánh chướng kia. Ánh sáng ấy là nhiễu quanh bên phải đỉnh núi Già Gia và thân Đức Như Lai, rồi nhập vào từ trên đỉnh Đức Thế Tôn. Lại có gió tốt lành thổi đến nơi ấy, người được chạm vào liền cảm thấy an lạc. Khi Đức Thế Tôn nói pháp môn này ở trong chúng hội, có 72 na cho tha Bồ Tát được pháp nhẫn vô sinh, vô lượng trăm ngàn câu chi do đa hữu tình, xa lìa bụi trần được pháp nhãn thanh tịnh, vô lượng trăm ngàn câu chi hữu tình cho phát tâm thì phát tâm Bồ Đề. Lúc ấy núi Già Gia có một thiên nữ tên là Trường Thọ ở lâu nơi núi này.
dẫn bên chúng và các quyến thuộc của mình đi đến chỗ Phật. Ở trong chúng hội, từ chỗ ngồi đứng dậy, về cung điện của mình lấy đồ cúng dường, rồi trở lại chỗ Phật cung kính cúng dường, chào bạch Đức Phật. Con biết Đức Thế Tôn ở đời quá khứ trong vô lượng kiếp thường trú nơi núi Già Gia này, từng có 72.000 Đức Phật để bị Thế Tôn nói văn cú nghĩa lý pháp môn này. Nay Đức Thế Tôn trở lại nơi núi này thì chúng con mình nói đầy đủ văn cú nghĩa lý pháp môn này. Phật dạy: Này thiên tử, nay ngươi được nghe pháp bảo như vậy là lợi ích lớn. Lúc ấy có các chúng thiên tử suy nghĩ thế này: Thiên nữ trường thọ này thờ kính hậu hạ chư Như Lai nghe pháp môn này, đã qua thời gian như vậy, vì sao không thể chuyển được thân nữ này? Bây giờ Bồ Tát chỉ cái biết được tâm suy nghĩ của các thiên tử, nên bạch Phật, bạch Thế Tôn: Vì nhân duyên gì mà thiên nữ trường thọ này trải qua thời gian như vậy, cũng dường Như Lai lại nghe pháp môn oai thần lực này, đến nay vẫn không thể chuyển được thân nữ? Phật dạy: Này thì nam, thiên nữ trường thọ này trụ vào pháp môn giải thoát không thể nghĩ bàn, vì nhân duyên lợi ích lớn cho tất cả hữu tình. Này thì nam, ta biết thiên nữ này về tuổi xưa vì hay khuyến tỉnh chư Phật Như Lai phát tâm Bồ Đề cho đến nhập Niết Bàn, vượt qua sự tính toán. Thiên nữ này có ai đức lớn ở trong hiền kiếp cúng dường cái Đức Phật, nói cõi Phật này sẽ hiện đẳng giác, hiệu là trường thọ Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác. Lúc ấy Đức Bạc Già Phạm bảo thiên nữ: Này thiên nữ, ngươi nên thể hiện cõi Phật của mình. Bây giờ thiên nữ liền thể hiện nhập vào nhất thiết sắc thân Tam Ma Địa. Khi nhập định này rồi, tam thiên đại thiên thế giới này bằng phẳng như bàn tay, cõi này tạo thành bằng và lưu ly, không có những thứ núi đá, cỏ cây xấu xí, khắp nơi thể hiện các cây kiếp ba, suối nước chảy bao bọc mặt đất, trong ao nước tám công đức tràn đầy, trên mặt nước nhiều hoa che phủ, có thể chuyển diệt những hữu tình thấp kém, thậm chí không nghe tên người nữ. Nơi nơi thể hiện những loại hoa sen lớn như bánh xe, ở trong hoa sen có các bồ tát ngồi kiết già, lại thể hiện thân Bạc Già Phạm là trường thọ Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác. Giữa các bồ tát diễn thuyết diệu pháp, có vô lượng trăm ngàn câu chiên đã cho tha đích thích phạm hộ thế, các đại bồ tát vây quanh trước sau nghe nói pháp môn này. Bây giờ thiên nữ trường thọ xuất định ở trước Thế Tôn như quanh bên phải ba phòng, rồi ẩn mất ngay trong đại chúng. Bồ Tát chỉ cá bạch Phật, bạch Thế Tôn: Như có thiện nam thiện nữ nào nghe pháp môn này, hoặc có thể thọ trì, hoặc đọc tụng, hoặc tư duy, hoặc trọng nói cho người khác, những người như vậy bao nhiêu đời thì được sinh đến chỗ phước. Phật nói: Này thiện nam, như có người có thể bố thí cho tất cả hữu tình khắp tam thiên đại thiên thế giới, bố thí như vậy liên tục không gián đoạn, trải qua vô lượng trăm ngàn kiếp, nếu có người nam người nữ nào có thể biên chép pháp môn này, khéo quán xét rõ ràng rồi có thể bố thí cho người khác sẽ lầm tịnh tính, thì công đức người này hơn phước đức của người trước. Vì sao? Này thì nam, vì tài thế kia là pháp thấp kém, bị hoại diệt, còn pháp thí thù thắng của ai lực lớn. Vì sao này thì nam? Vì các hữu tình đắm nhiễm tài sản, trải qua vô lượng kiếp xoay vần trong sinh tử, ở pháp thế gian hoàn toàn không thể thọ nhận pháp vị rộng lớn. Này thì nam, hoặc có thì nam thì nữ nào có thể đem tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới được an trí vào con đường mười thiện? Nếu có người đối với pháp môn thù thắng này mà lắng nghe đọc tụng tư duy tu tập, thì công đức của người này hơn phước đức của người trên. Vì sao này thì nam? Vì mười đạo nghiệp thiện cho thực pháp môn này mà sinh ra. Này thì nam, là có người giáo hóa tất cả hữu tình khắp tam thiên đại thiên thế giới rồi được quả thanh văn biết chư Phật. Nếu có người nghe pháp môn này mà thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập, nói rộng cho người khác, thì công đức của người này hơn phước đức của người trước. Như sau này thì nam, vì nương vào pháp môn này mà được quả thanh văn bích chư Phật, nương vào pháp môn này mà được quả Bồ Tát và chư Phật xuất thế gian. Này thì nam, nếu người nào có thể thọ trì đọc tụng pháp môn này, thì người này tức là đã thọ trì đọc tụng trong tất cả kinh. Vì sao? Vì kinh này là mẹ của các pháp. Này thì nam, không những được pháp tánh này mà còn có thể chứng được pháp tánh rộng lớn. Lúc ấy các thành văn lớn nhờ oai thần của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, vẫy áo vai phải với phải chấm đất, cung kính chắp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con nghe pháp môn này chắc chắn có khả năng ra khỏi sinh tử mênh mông. Phật bảo: Này các bí xô, đúng vậy đúng vậy, như lời các ông nói. Bây giờ Đức Bạc Già Phạm ba đại chúng: Này các thiện nam, nếu như các địa phương nào nói pháp môn này thì nên biết nơi ấy là đạo tràng Bồ Đề, là nói chuyện pháp luân.
là lần tôi duy về ở nơi ấy, tức là nơi tháp Phật lớn, cũng là nơi tất cả đạo sư của chúng ta an trú. Vì sau này Tỳ Nam, vì pháp tánh tức là Đại Bồ Đề, cũng là chuyển pháp luân, là pháp thân tức là các Đức Như Lai, nó cúng dường pháp tức là cúng dường tất cả Như Lai. Để pháp sư thuyết pháp ở địa phương nào, thì nên đối với nơi ấy khởi tưởng như tháp Phật, nơi pháp sư ở khởi tưởng về tôn trọng, khởi tưởng về trí túc thiện, giải thích về con đường chánh đạo. Nhưng gặp pháp sư nên hoan hỷ tịnh tấn vui mừng, mời tịnh lên tòa cung kính cúng dường, khen ngợi lành thay. Này Tỳ Nam, nếu ta khen ngợi công đức của pháp sư thuyết pháp cho đến kiếp tận cũng không thể nói một phần nhỏ công đức ấy. Vì sao? Nếu có Tỳ Nam thì nữ nào ưa thích pháp ấy, đối với nơi thầy thuyết pháp đi đến, dùng máu thân mình rưới lên đường đi ấy cũng không thể báo đền được một phần nhỏ công đức của pháp sư. Vì sao? Vì thầy thuyết pháp tức là có khả năng nắm giữ pháp nhãn Như Lai rất hy hữu. Này Tỳ Nam, các vị pháp sư thuyết pháp lúc muốn nói pháp môn này hoặc đang nói hoặc đã nói thì nên thể hiện sự không sợ sệt, không nên chìm đắm, không tỏ vẻ buồn bực, tâm không tổn hại, mặc áo sạch mới, nên sinh tịnh tính. Khi người khác khen ngợi, không nên tự cao, không khởi ngã mạn, không khen mình, chê người, không có sự mong cầu, nên thường cung kính diện thuyết pháp này. Bây giờ tới đời Hoằng Nhân bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các địa phương nơi nào có thể nói pháp môn này, con sẽ dẫn các binh chúng và quyến thuộc đến nơi ấy, vì muốn lắng nghe pháp môn này để bảo vệ thầy thuyết pháp. Phật bảo: Này Kiều Tỳ Kheo, hay thay, hay thay, này ông nên làm việc chánh đáng như vậy, ông nên bảo vệ pháp tánh Như Lai. Lúc ấy Bồ Tát Chỉ Ca bạch Phật: Bạch Thế Tôn, pháp môn này nên đặt tên gì, chúng con tọa trì như thế nào? Phật bảo: Này Thiện Nam, pháp môn này gọi là Bảo Vũ, cũng gọi là Bảo Tích Công Đức, gọi là Trí Đăng, còn gọi là pháp môn sở vấn của Bồ Tát Chỉ Nhất Thiết Cái. Ông nên thọ trì. Khi Đức Bạc Già Phạm nói kinh này rồi, Bồ Tát Chỉ Nhất Thiết Cái và các Bồ Tát, tất cả Thanh Văn, Thích Phạm, Hộ Thế và Đại Tự Tại, Tịnh Cư, Chư Thiên, Vô Lượng Trăm Ngàn Thiên Tử, các Thiên Long, Dược Xoa, Kỳ Đà Phước, A Tố Lạc, Khẩn Nại Lạc, Mô Hô Lạc Già, Nghe Phật Nói, đều hoan hỷ phụng hành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Kinh Bảo Vũ. Nam Mô Bảo Vũ Hội Thượng Phật Bồ Tát. Vì đem có đức này đã nghiêm Phật tịnh độ, cho nên bốn ăn nặng dưới cốt khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.